trái tim anh thì quê. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em âm thầm soi lối về. Khi anh vấp ngã mà anh luôn dừng lối, rồi đâm cháy lên. Tuyệt vời với khoảnh khắc này. Và tiếp theo sẽ là tháng 12. Một rồi. Sao mùa đông chúng ta rơi thăm người ai? Khăn lên giờ em quàng lên đôi vai như con ngài cơn gió cuối cùng. Cùng ai bước qua những tháng lạnh lùng. Đừng thôi, thời gian cuốn theo bao ngày thế. Chưa đã đây thì trong thời gian gần kề năm mới rồi.